nha. Hôm nay Hiếu với một con gà để ăn tối nha các bạn. Đây, con gà. Đây là gà nướng tảo nha các bạn. Đây, con gà anh mình nướng rồi. Đây, cái nước chấm thần thánh nha các bạn. Giờ anh mình sẽ ra ngoài kia ăn cho mát nha. Đây, đây. Và các bạn ơi, giờ anh mình sẽ ra ngoài trời ăn cho mát nha. Đây. Anh mình cắt ra đây mình. Đây, mình làm miếng thì sẽ là cái nào to đấy, củ củ cứt đây. Mình mời các bạn miếng gan nha. Mình mời các bạn nha. Mình làm miếng gan nha các bạn ơi. Để cho bạn xong đi. Cho ăn xương ngon rồi. Ngon các bạn ơi. Cứ xương rồi ngon. Ngon. Có chơi mày đi à. Các bạn ơi, mình chừa cho em mình nha các bạn. Mình vô nhà cất. Nếu như em gái thì chứ được mang ngon coi anh ta thì... Cái phần ngon thật ăn khô anh ta. Ngon thấy đâu. Ngon, nó chấm ngon đấy. Có ra đấy các bạn ơi. Đây đây đây. Ừ, ai ăn tự xé đấy nha. Rồi thế này là 5 người cùng một miếng. Để mình thử trước nha các bạn. Này mới thằng cảm nhớ. Các bạn. Gà nướng tảo chân to các bạn ạ. Bớt ăn xong để xem nó ăn cái gì. Ai đang ăn? Ừ. Cái đuôi đâu rồi? Con đá. Các bạn nhé. Mình làm miếng dai các bạn ơi. Rồi. Mình làm miếng lên, mình làm miếng chân các bạn. Mình cầm này nha. Chân giòn nhanh thế nhỉ. Mình ăn vậy sợ mày chú không ăn sao. Mời vô ăn luôn. Món quà các bạn ơi. Thêm miếng rau ạ. Mình làm miếng rau răm các bạn. Làm ai làm ngon luôn. Ngon cả. Buổi trên tướng này. Xin mời các bạn nha. Ngon quá. Nhiều món quá. Nói với các bạn ơi. Ngon quá bạn ơi. Ngon quá. Rau kia. Kể từ qua mình bọn mình không dám nói to các bạn ạ. Sợ ảnh hưởng đến người dám. Chúng ta chửi các bạn. Đây, mình làm miếng thịt các bạn. Anh em mình đầu tư con gà để làm clip, các bạn thấy hay thì cứ đăng ký like share các kiểu cho anh em mình nha các bạn. Các bạn ơi, có một anh thành viên kia là khuya quá, anh có công việc anh về trước rồi nha các bạn. Anh kia có vợ. Anh có bạn. Đùi ít thịt lắm các bạn. Thế rồi. Cái dao cắt cho mình. Mình cái dao kia rồi. Cắt một phần để cho caramel nhỉ. Để ra tí ăn sau. Tí nữa thôi. Dạ, tí nữa ăn sau đi. Rồi, ăn cơm xin. Ăn cơm xin cả hết miếng rồi. Ăn hai miếng. Rồi, tất cả các bạn nha.
Tôi hút trong cái chim ấy nhỉ? Đây, nhìn. Tính với mẹ anh cái chim quay này. Cái phim đây nè. Chó sướng này. Chú cắt cái gì nè. Dài thịt hơi dài. Nó vừa nhìn tới. Nó không tới nhỉ. Mai mình sẽ làm clip đóng cạn dưới sông nha các bạn. Mắng ạ. Mai làm mắng. Mai làm món đu đủ. Làm được chưa? Làm được chưa? Quay á. Em mai em đi kiểu bắp. À, ngồi được chưa? Ra nè ăn đi. Ừ. Chưa chín nè. Chín tới đây nè. Giọt nước. Đây các bạn, các bạn này. Đây mình làm miếng da các bạn. Các bạn nhé. Có một con gà thôi mà anh em ăn như thế đấy. Đây chỉ là mộc nữa các bạn. Anh em mình hồi hục cả nãy giờ. Gần 2 tiếng đồng hồ. Chín tới. Có vài nữa. Ở đâu? Thấy vài nữa. Nữa ở chỗ nào phía em kia. Rửa tay, rửa vé. Tay cho tao à? Tay quay ra men. Bớt con cái thôi. Nó này nó nó quay mồm. Mình làm nó thịt nhá. Nó quay mồm. Bọc con làm lên mồm. Mình mời tất cả các bạn. Mời tất cả các bạn miếng thịt nha. Ngon. Ngon lắm các bạn ơi. Chạy vô nhà rồi nhé. Đi ngủ sao nhé. Kẹt à, cắn rồi á. Anh cắt ra mà ăn cắn luôn. Anh cắt ra. Để xuống. Đây, mình sẽ ăn thao câu gà đông tảo cho các bạn. Đây, chấm muối đó. Béo.
Ngon lắm. Ngon lắm. Cái này là của mình nha các bạn. Mình xin phép nha. Đây bán 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 bảy 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 bảy. Em mình xin mấy miếng. Sợi. Gà nhà bạn. Giờ bạn tôi sẽ vô ăn nha các bạn. Bây giờ mình vô ăn nha các bạn. Cắt luôn cái chơi miếng to. Miếng to luôn. Cứ quay quay đi. Giờ cũng là gần 11 giờ rồi các bạn. Bọn mình ăn cái này chứ. Cái này mới cắt được. Phức tạp quá các bạn thông cảm. Con gà cũng sắp hết rồi. Mời tất cả các bạn nha. Mời tất cả các bạn. Gà giỏi nhỉ. Ừ, giỏi. Kiểu mới chạy ra. Nè mới chảy hết tay mình luôn này các bạn. Mình hôm mình mới giàu rồi nhỉ. Đây là bạn đầu tư con gà đấy. Chứ không ai như này. Nướng to quá, nước luôn. Em tìm phụ nha. Buồn, mình nướng con gà này cũng 2 tiếng đồng hồ nữa các bạn. Nếu các bạn đăng ký đi. Các bạn cứ đăng ký kênh và bấm chuông theo dõi. Nếu kênh em mình lên 5 người đăng ký mình sẽ ăn mừng to các bạn ạ. 2-3 ngày nữa lên rồi. Ăn cái xấu. 200 người. Còn 200 người nữa lên. Sao tanh lắm. 180 người. Nó... Còn 180 người nữa lên được. Sẽ ăn nướng đấy nhỉ. Nướng vẫn tanh. Tanh. Tanh thế. Lên 5 người mình sẽ ăn mừng to thế nhỉ. Không phải em nhỉ. Ngoài quê bắt về ngoài quê rồi. Ừ. Cái bữa là làm thử thách mì cay mấy ngày em mình có việc bận đấy các bạn ơi, mình không đi tham gia được. Mình chơi với người yêu rồi. Mình làm gì đã có cái nhau. Chỉ có ghệ thôi. Mình chỉ có ghệ thôi. Mở nhiều lắm các bạn ơi, chạy ra mấy cái tay. Má mình hút thế à? Hút cái này à? À, đây nha các bạn. Ngon lắm à? Da. Nhìn ra này. Em ăn ngán luôn mà. Giòn rồi. Ăn không đi. Không, không ăn đâu. Đây miếng da đấy các bạn. Chất chi là giòn. Đây mình được ăn miếng này. Cắn cho các bạn này. Đạt nè. Làm như thế thì không khó chắc lắm. Khó ăn luôn đấy. Mình mời các bạn nhé. Ơi ơi Nguyên. Chia sẻ ăn đi. Mời các bạn nhé. Con heo vậy nha. À, tao ơ. Ngon. Mình chưa ăn gì hết. Mình ăn cơm nhà bạn đặt. Đó.